biệt đội Tí Hon. Hôm nay biệt đội Tí Hon chơi trò chơi gì vậy? Hôm nay biệt đội Tí Hon chơi trò chơi xúc cát và bao cát. Đấm. Wow, trò chơi rất là vui nhộn. Rồi bây giờ hướng dẫn cho các bạn chơi. Rồi, bây giờ đầu tiên chúng ta sẽ làm gì đây? Đầu tiên chúng ta sẽ hốt cát vào và bỏ vào. Bây giờ Tí sẽ cầm xung hốt vào. Rồi. Rồi bây giờ chúng ta sẽ theo chân các bạn xem các bạn sẽ bỏ cát vào bao nào. Đội bên đông có hả? Đội bên kia có. Câu này không có đội bên kia không là. Rồi, Suka đang làm gì? Được rồi, được rồi. Chưa được cho lắm. Được chưa? Chưa. Gần rồi. Được rồi. Tí, cố lên. Sắp được rồi, còn một miếng đây. Nữa. Làm bự lên. Rồi, được rồi đó. Tí ơi, chúng ta cần sử dụng một cái bao cát thôi là đủ rồi, được. Đúng ha? Các bạn ơi, mình cần thiếu cái dây cột nữa. Rồi, vậy bây giờ chúng ta sẽ xúc đầy cát vào trong cái bao này xong sau đó chúng ta sẽ đi tìm cái dây để cột cái bao cát lại nha. Rồi, cần theo dõi Tí nào. Được rồi Tí ơi. Cái dây này được không? Tập ra Minh Chí. Tí, cái này được không Minh Chí? Đưa ra. Cái này không được đâu. Cái này mềm. Mềm, chặt được không? Đây Tí làm phụ cho. Rồi đủ rồi đó. Ở chưa đủ rồi. Rồi đủ rồi đó. Đây, bên đây nha. Chỉ sách nổi không? Rồi bây giờ chúng ta cùng đi vô cái sân chơi của chúng ta nào. Bây giờ chúng ta sẽ đi đâu đây Suka? Chúng ta sẽ đi bên nhà mình đi tìm dây và để cột bao cát nha. Wow, Minh Chí đi rất là nhanh. Ông Địa có vui không Địa? Ông Địa ơi. Dạ. Ông Địa có vui không? Dạ vui. Đây. Yeah. Tập. Ba.
1 2 1 2 1 2 bước chân xuống. Thứ hai chân ra. Quay sau. Đấm. Quay sau. Đấm. Quay sau. Đấm. Rồi. Các bạn muốn đấm được bao cát này chúng ta phải tập luyện. Rồi, đây là bao cát để bước lên. Mình bước lên đây, xong mình nhảy xuống. Là đây, mình đấm 4 cái. Xong mình quay về hàng. Đến lượt người tiếp theo, bên trên. Đấm. Đổi tay không ơi chân ơi. Đổi tay nha. Rồi về chỗ. Các bạn đã sẵn sàng chưa? Rồi người tiếp theo bỏ chân lên. Rồi đấm. Rồi quay về hàng. Đến cô Như. Nhảy lên. Nhảy lên. Rồi đấm. Sai rồi. Đứng như đây. Đứng như nè. Đấm như nè. Tư thế để ngang tay rồi. Nếu mà ai đánh luôn đánh giày là mình phải đỡ giày nè. Đó, 2 3 1 đó. Rồi mình nhìn về hàng. Rồi đến lượt Trí lên. Nãy đi đấm tự về sao tự về bao cát vô đây thì mình đỡ sao đỡ giày không. Phải đỡ vậy nè. Hai tay đỡ vậy. Đó, đỡ vậy nghe chưa? Rồi đến Nhi. Sai rồi. Đứng thẳng. Các bạn nghiêm. Nghiêm. Rồi Nhi đã. Rồi, về chỗ. Đến Xu. Tay vậy nè. Đấm vô. Rồi xu đấm. Tay xu vậy nè. Làm gì gãy tay á. Làm gì nè. Sai tay rồi. Sai rồi. Gãy tay giờ. Đó. Đúng rồi. Rồi. Về chỗ. Tí. Minh Trí đang im lặng. Rồi Nhi lên. Nhi lên đá đánh. Đầu tiên bước lên đây. Đánh sai rồi. Đâu cáp mà vô người mình đỡ vậy nè. Đâu cáp vô người mình đỡ vậy nè. Đánh đi. Trời. Không được đánh tay, đánh sai rồi. Được rồi. Rồi, buổi học đến đây là kết thúc. Tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn sau.